bên đây đi cho nó dễ. Chào mọi người, và ngày thứ hai ở Đà Nẵng thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ẩm thực ở đây tại chợ Cồn. Đi thôi. Một Red Bull đi chị, uống nhiều. Cái này là gì chị? Thì để lấy cho em gỡ cái này ra đi. Dán như vậy nè. Dỡ lên. Cái này là hai lá. Cái này gọi là gì chị? Cái này gọi là mì lá em. À, mì lá. Dỡ đi hơn. Dạ, hai gì nhỏ. Đúng rồi, cái này. Cảm ơn Bà
Em ơi, mít của mình à. Em ơi, anh gửi cho em bơ sầu riêng à. Anh gửi cho em bơ sầu riêng. Đá thôi, à, bà đi đá thôi. Rồi xuống. Hả? À, ăn thôi.
Dạ đi lên đây lên đỉnh Băng Cơ. Dạ. Đỉnh cao nhất của bán đảo nhưng mà xe Tiga em đi không được. Dạ gì? Dạ. Em đi thì là xe số này đi. Ok. Chiếc trong cùng á chị, chiếc filter á. Dạ. Bây giờ mình đang trên đường lên đỉnh Bàn Cờ. Thì vì ở đây độ dốc rất là cao nên là mọi người sẽ không có được đi xe tay ga lên. Vì vậy là mình phải để xe tay ga ở cái chốt lúc nãy. Sau đó thuê một chiếc xe máy để chạy lên đây. Và xe số nha mọi người, giá thuê là 100.000. Nên là mọi người rất kinh nghiệm. Nếu mà chúng ta đến Đà Nẵng và muốn đến tham quan đỉnh Bàn Cờ, khu vực bán đảo Sơn Trà, thì mọi người nên là thuê sẵn xe số luôn để tới đây khỏi phải mất công thuê thêm một lần nữa. Ở đây thì có thể là nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Lên dốc rất là cao. Lúc mà mình thuê xe thì các anh đó dặn lên dốc thì cứ chạy số 1 thôi, và lúc mà thả dốc, lúc mà trở về thì chạy số 2. Là mọi người cũng có thể là hình dung được cái con dốc của nó cao và đứng như thế nào. Cảnh rất là đẹp. Trời ơi, nãy giờ bấm quay phim mà nó không quay. Bây giờ nè, đỉnh Bàn Cờ 3 cây số đó nè. Đây mọi người, mình đang di chuyển lên đỉnh Bàn Cờ. Thì lúc nãy mình có quay đoạn đường lên nhưng mà bị lỗi kỹ thuật rồi. Nên là đây mình sẽ cho mọi người quay từ ở dưới ngay chỗ cái cổng mà cái chốt gác á, lên đây thì tầm khoảng nãy giờ mình đi chắc khoảng là 3-4 cây rồi á mọi người. Và khi mà lên đây á, thì đường rất là dốc, nên là mọi người không có được dùng xe tay ga hộp số tự động lên mà phải dùng là xe số. Vì vậy một lưu ý khi mà mọi người đến với Đà Nẵng muốn tham quan bán đảo Sơn Trà lên tới đỉnh Bàn Cờ thì chúng ta nên thuê sẵn xe số. Vì tới đây là mình không có được dùng xe tay ga lên, mình đã phải thuê thêm một chiếc xe số để di chuyển lên đây, mất thêm 100.000 nữa. Nên là mọi người lưu ý nha. Đây là mình đang lên đỉnh Bàn Cờ nè. Lúc nãy mình không biết, mình đi thẳng lên cái đường kia thì là chốt của quân đội rồi. Nên là mọi người lưu ý cái bảng chỉ đường nha. Từ nha chỗ mà cái đồi Vọng Gác để ngắm cảnh thì mọi người rẽ trái, di chuyển thêm 3 cây số nữa để đến với đỉnh Bàn Cờ. Trời rất là nắng luôn. Thank you.
Lada. Cao nha mọi người có thể nghe được cái tiếng máy rồ ga mình chạy số 1 không luôn á, mà lên không nổi luôn. Đây, tới đỉnh bàn cờ rồi. Trời ơi, nó mệt. Ôi trời ơi. Đây là đỉnh bàn cờ. Lý do có tên đỉnh bàn cờ là tại vì ở đây có một bàn cờ mọi người. Đây là bàn cờ tự xây lên nhân tạo. Giờ làm gì? Vô tri quá. Để chụp cho một tấm. Cái gì vậy? Ngã ba bé đỉnh bàn cờ. Ngã ba bãi tắc 6 km nữa. Địa điểm cấm rồi quay xuống đây. Là khi mà mọi người xem định vị ở trên Google Maps á, thì cục đá Purple Rock nằm ở phía kia. Mà mọi người lưu ý là sẽ di chuyển lên một chút, mọi người sẽ thấy cái gương cầu lồi đầu tiên nè. Có một cái cây trụ điện. Đó, đi lại đây khoảng 5-6 mét thì chúng ta sẽ leo vào bên trong, leo qua cái dãy sông khí chất nè. Đây, để vào bên trong để tới được cái cục đá Purple Rock. Vẫn còn cái, nếu mà nhìn kỹ, nếu mà mọi người nhìn kỹ đây,
vẫn còn những cái vết sơn, những cái vết sơn màu đỏ nè, những cái vết sơn màu đỏ giống như là trong cái tấm hình mà đã chụp cách đây rất là lâu trong cái thời chiến. Cái viên đá này rất là to mọi người. Trong cái tấm hình đó thì mọi người có thể nhìn, trong cái tấm hình thì mọi người nhìn thấy là các người lính Mỹ khi mà họ ngồi trên cái tảng đá này thì sẽ nhìn ra phía biển. Nhưng mà hiện tại là cây cối xung quanh đã mọc hết rồi mọi người, đã trắng hết rồi. Chỉ còn cái viên đá thôi và các dấu tích ngày xưa vẫn còn lại nè. Nếu mà mọi người nhìn kỹ đây, mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem nha. Đây, còn nước sơn nè. Đây, nước sơn màu xanh. Đây, nước sơn màu xanh, màu vàng. Wow, đây là tảng đá thơm thơm rất. Cây cối thì nó đã trắng, nó trắng ở phía trong rồi nên là rất khó để đi vào để nhìn được bao quát để đi ra đường này nha. Đây là tảng đá thơm thơm rất. Tiếc là bây giờ ở đây là cây cối đã mọc tùm hết rồi nên là không thể nào mà leo lên bên trên chụp hình check-in giống như là các cụ lính Mỹ ngày xưa được.